Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Chùa Phước Thành, 4901 Ravenswood Road, Annandale, VA 22003, điện thoại 703 425 0003 và điện thoại di động 703 677 5775. Chúc mừng năm mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước thềm Xuân Di Lặc trở về, đạo tràng chùa Phước Thành chúng con thành tâm kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành. Xin nguyện chúc quý đồng hương Phật tử gần xa thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, năm mới cát tường như ý. Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Trân trọng, Tỳ khưu Thích Minh Châu. Chương trình Tết Mậu Tuất năm 2018, nhân dịp Xuân Di Lặc 2018, trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần về dự. Chủ nhật ngày 11 tháng 2, 2018, 10:30 sáng, cúng tất niên, cúng thí thực kỳ siêu, hiệp kỵ, chư hương linh và pháp thoại. Thứ năm, ngày 15 tháng 2, 2018, 10 giờ tối, đón giao thừa Xuân Di Lặc, rước lễ đản sanh Đức Phật Di Lặc, ca khúc mừng xuân, chúc Tết và phát lộc đầu xuân. Từ mùng 1 Tết đến rằm, chùa mở cửa mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Buổi trưa đều có tụng kinh dân sớ cầu an, giải hạn đầu năm. Chủ nhật ngày 18 tháng 2, 2018, 10:30 sáng, đại lễ cầu an đầu năm, thuyết pháp, lễ tiến cúng hương linh thờ tại chùa. Chủ nhật ngày 4 tháng 3, 2018, đại lễ thượng nguyên, 10:30 sáng, lễ cúng rằm cầu an, pháp thoại, lễ tiến cúng tổ tiên ông bà và hương linh thờ tại chùa. Quý vị dân sớ cầu an đầu năm xin liên lạc với đạo tràng. Trọn năm, mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, 7:15 tối, tụng kinh, lễ bái hồng danh sám hối, cầu an, niệm Phật và chia sẻ Phật Pháp. Hằng tháng, chùa có hai khóa tu bắt quan trai vào hai ngày thứ bảy. Ghi chú, danh sách cầu an của quý vị sẽ được tuyên đọc trong các khóa lễ cho đến ngày rằm. Nam mô Quan Hỷ Di Lặc Tôn Phật.